đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ, vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chưa. Mình đã đi chung trên con đường giang dở, mình đã xéo nẻo nghe trước về mưa nguồn. Màu áo xưa em đang cho người nặng hình trang, có bạc trắng với phong sương vẫn còn đượm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng một yên, vì mấy khi yêu mà chẳng được được người yêu cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu người ta mộng ban đầu. Đừng không cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, mấy mùa tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp ngàn sâu. Đừng không cho tương lai mãi thuyền ngược về đâu, mấy mùa tiếng tin yêu nhau mối tình đẹp. Xin chúc mừng cho thí sinh Lương Chí Cường vừa hoàn thành xong phần thi của mình. Anh diễn sâu dễ sợ luôn á, xin mời anh Lương đây. Bây giờ xin mời phần nhận xét và đánh giá cho số điểm từ ban giám khảo. Xin mời chị Hà Thanh Xuân. Không biết nói sao ta. Tức là em cảm nhận là anh rất là cố gắng trong cái dòng nhạc bolero này. Và em thấy anh lựa cái bài này á, em thấy hình như nó không hợp với anh lắm thì phải. Nhưng mà em chúc mừng anh đã hoàn thành xong cái phần thi lần thứ hai của mình. Nhưng mà em thích bài trước hơn. Ok, em sẽ tặng anh 9 điểm. 1.9. Xin mời giám khảo Duy Trường ạ. Em đã chứng minh được em giống như là một người ca sĩ, một người nghệ sĩ, một người sẽ sống theo nghề. Sau cuộc thi này anh rất mong đã thấy em trên những show poster, hình ảnh của em sẽ everywhere. Tại vì em duy sức đã là một người ca sĩ chuyên nghiệp rồi nha. Riêng với ca khúc này thì giống như là nếu mà trong chương trình show của em đó mà em hát bài này, giống như là em tặng khán giả thêm cho vui thôi. Nó không phải là cái bài, tại nó bài này nó mặn lắm, nó mặn bolero lắm nha. Anh cũng chỉ khuyến khích em với cái số điểm là 9. Xin mời giám khảo Hạ Vi sẽ cho điểm thí sinh Lương Chí Cường. Chị cũng khen em một điều là em cũng try to hát đủ thứ loại nhạc để làm vui lòng tất cả những khán giả lắng nghe em. Nếu đây là một cái live show của em thì chị nghĩ là rất là thành công, là vì em hát rất là nhiều loại nhạc. Nhưng mà nếu mà cuộc thi thì cái bài này nó cũng hơi không có hợp với em lắm. Nhưng mà chị cũng thấy cũng có những cái đoạn da diết tha thiết lắm. Và gửi tặng cho em một cái con số cũng tròn tròn, số 9 nha. 9 nút. Xin mời anh Đồng Sơn ạ. Một ngày nào đó anh tổ chức một thi rap với lại EDM, chắc em thi luôn ha. Để mà hát đủ hết loại nhạc luôn. Chắc chắn rồi anh ha. Em ghiền thi lắm anh. Có chương trình gì anh giới thiệu em thi hết. Anh cũng hơi ngạc nhiên là tại sao em lại chọn cái bài này, trong khi em vẫn có thể em có những cái lựa chọn giống như là
Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng là khác gì đó, đúng không? Dạ. Nhiều bài như vậy thì nó hợp với em hơn nhiều. Dạ, thực sự lúc đầu thì em đắn đo lắm. Tại vì nghe nói là nhiều khán giả, có vài khán giả là sao anh giải nhất truyền hình rồi còn đi thi làm gì để tranh giành với các bạn khác. Cho nên là em cứ đắn đo là vừa muốn thi, vừa muốn không thi. Quyết định thi, cái cuối cùng dừng lại không thi. Và cái thành ra là không có tập được bài. Chứ thực ra là em hát cái bài giết người đi, giết người trong mộng đã hiền về, giết người đi. Cái dòng nhạc đó thì nó sẽ hợp chương trình này nữa. Mà bài đó rất là kỹ thuật. Ok, anh nói cho em nghe nè. Ok. Sẵn cái cơ hội này, anh nói chuyện này để mà trả lời cho một số những cái thí những khán giả mà họ nói chuyện với em, họ cho cái comment em như thế nha. Nói ví dụ như em thử em suy nghĩ coi. Anh nói ví dụ đội Brazil, đội đá banh, ai cũng biết là đội đó hay đúng không? Nhưng mà đội đó đâu có nghĩa là họ lúc nào cũng đi thi họ thắng đâu, đúng không? Trong cái cuộc thi nó có may mắn nè, nó có sự lựa chọn bài không đúng, rồi thiên thời địa lợi, về có nhiều thứ nó xảy ra. Cho nên là nếu mà mọi người cứ quan niệm là nếu mà đạt giải ở chỗ này thì sẽ đạt giải ở tất cả mọi nơi là không đúng. Dạ, với em xin đính chính nữa là ở Việt Nam thì em đoạt giải là giải nhất tiếng hát truyền hình về thính phòng, là em chưa bao giờ em hát nhạc trẻ và nhạc bolero, cho nên em muốn đi thi là vậy. Cho nên mong tất cả khán giả hãy thông cảm cho Cường. Và Cường rất là đam mê ca hát, muốn được có sân khấu ở hải ngoại. Cường Đức một năm mình đi 2-3 show cũng được nữa. Nói thiệt, mình cầu xin tất cả quý vị khán giả hãy tha cho Cường, đừng có trách móc Cường là đoạt giải nhất là cái dòng nhạc này là không được thi dòng nhạc khác. Cường rất là đau buồn, nói thiệt. Không, không. Đối với anh thì anh rất là kiến thức Cường đi thi. Tại vì một người, ví dụ đã có những danh hiệu nhiều mà đi thi đó là một cái áp lực cho chính họ, chứ đâu có chứ cho ai khác đâu. Ví dụ như nếu mà đi thi mà không đạt được kết quả đó là cũng là một cái thiệt hại về cái uy tín của mình vậy. Mà Cường không sợ vấn đề đó thì anh hoàn toàn, anh rất là khuyến khích, ủng hộ Cường nhé. Cảm ơn anh. Và anh tin tưởng rằng sau cuộc thi này Lương Chí Cường sẽ nhận được rất nhiều tình yêu từ quý vị khán thính giả khắp mọi nơi, phải không ạ? Và bây giờ xin mời anh Đồng Sơn sẽ đưa ra số điểm cuối cùng của mình. Bản thân anh rất khuyến khích em, ok? Để cho bằng bài hát này anh sẽ gửi cho em số điểm là 9.25. Yes, thank you anh.